Trọng Phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Thưa quý vị, luôn đổi mới để phục vụ tốt hơn. Việt News USA trân trọng gửi đến quý khán giả một chương trình nghệ thuật, thời trang và cuộc sống với nhà thiết kế hàng đầu tại Arizona, anh Liêm Lê Nguyễn. Chương trình đem đến những cái hay, mới lạ và gần gũi mỗi ngày trong cuộc sống. Chương trình Thời trang và cuộc sống phát hình vào mỗi thứ hai hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ PM giờ Arizona trên channel Việt News USA. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Mời quý vị đến với chương trình Awards 2022 do Việt News USA tổ chức vào 7 giờ tối Chủ nhật ngày 18 tháng 12, ẩm thực lúc 8 giờ tại Las Princesa, 4216 West Bethany Home Road, Phoenix, Arizona 85019. Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ đang được yêu mến như Loan, Quốc Khanh, Hoàng Phong, Jenny Trang, Flaco, Bảo Tín, Thu Hồng, Ngọc Ánh, với kèm theo được đơn 7 món, sponsor 100 mỹ kim có bia và quà, VIP 80 mỹ kim có bia, Regular 60 mỹ kim, gọi ngay 602-481-2647, 602-481-2647, dress code evening gown. Thế là một mùa Giáng sinh lại về với những bản nhạc Giáng sinh ngân vang khắp đó đây trên mọi vùng đất nước. Trọng Phúc đại diện các anh chị em xứ ngôn viên, các chủ nhiệm các chương trình và toàn thể ban điều hành của Việt News USA kính chúc quý đồng hương Arizona, quý khán giả của Việt News USA một mùa Giáng sinh thật là vui tươi, hạnh phúc và một năm mới 2023 thật khỏe mạnh và thành công mỹ mãn trong mọi công việc. Merry Christmas and Happy New Year! Xin thì đại diện học bổng Piro kính chúc quý đồng hương một mùa lễ Giáng sinh vui vẻ hạnh phúc và năm mới an khang thịnh vượng. Lê đại diện công ty Fairway Independent Mortgage Corporation nhân mùa Giáng sinh để chúc quý vị một mùa Giáng sinh vui vẻ và an lành và một năm mới an khang thịnh vượng. Mùa Giáng sinh lại về, Hương xin đại diện cho công ty bảo hiểm và tài chính Mark Mitchell Arizona xin chúc quý vị và gia đình một mùa lễ Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc an khang thịnh vượng. Lại một mùa Giáng sinh về, Minh Hà xin đại diện cộng đồng Việt Nam Arizona kính chúc toàn thể quý đồng hương một Giáng sinh thật đầm ấm, an lành, vui vẻ bên người thân và gia đình và một năm mới an khang, thịnh vượng. Merry Christmas and Happy New Year! Xin chào tất cả quý đồng hương của Arizona, em tên là Ngọc Anh. Em xin được đại diện cho công ty làm loan Absolute Mortgage and Lending gửi lời chúc đến tất cả mọi người ở Arizona một lời chúc bình an và may mắn. Thì mình chỉ còn có vài tuần nữa là hết năm 2022 rồi. 2020, 2021 và 2022 mình có đại dịch Covid. Qua đại dịch Covid thì mọi người có cái sự chuẩn bị về sức khỏe và tinh thần của mình tốt hơn ngày xưa. Thì một tháng cuối năm em mong chúc mọi người là được nhiều sức khỏe, nụ cười lúc nào cũng tươi ở trên môi. Và năm 2023 đến với mình với nhiều thành công và may mắn. Chúc mừng lễ Giáng sinh và năm mới. Mùa Noel lại về, không khí thật là vui nhộn và tưng bừng. Nó xin đại diện gia đình Huế Gourmet xin kính chúc quý đồng hương một mùa Noel thật là vui vẻ, hạnh phúc và đầm ấm bên gia đình và người thân. Và một năm mới an khang, thịnh vượng, vui vẻ, hạnh phúc và phát tài. Merry Christmas and Happy New Year! Nhân dịp Giáng sinh, Thùy Ngọc và toàn thể nhân viên eTax kính chúc tất cả quý vị một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Kính chúc tất cả quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng.
Trọng Phúc chào đón tất cả quý vị đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay một cái điều rất là đặc biệt chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong cái chương trình Thời trang và cuộc sống. Và Thời trang cuộc sống ngày hôm nay thì không ai khác hơn, chúng tôi xin mời quý vị cùng chào đón nhà thiết kế design anh Liêm Lê Nguyễn đến với chương trình. Chào anh. Chào Trọng Phúc. Và ngày hôm nay thưa quý vị thì chúng ta thấy rằng mùa Giáng sinh đến rất là rộn ràng và đâu đâu cũng có những cây thông Giáng sinh, những cái đồ trang trí Giáng sinh và nhạc Giáng sinh thì đã trỗi lên rất từ lâu rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay quần với một vấn đề, một cái câu chuyện hai anh em chúng tôi cũng sẽ cùng chia sẻ về những cái tập tục, những cái nguồn gốc, về những cái câu chuyện xung quanh cái mùa Giáng sinh. Thì anh có thể cho biết cái mùa Giáng sinh thì cái cảm giác của anh như thế nào trong cái mùa Giáng sinh khi mà nói đến Giáng sinh? Đầu tiên thì cho Liêm chào tất cả mọi người, chào Trọng Phúc. Nếu mà nói trong một cái năm á, thì là một cái năm mà trong một năm á, mà cái háo hức nhất của anh là nói riêng, nhưng mà anh nghĩ là trong mọi người ai cũng vậy hết, ai cũng mong tới cái mùa Giáng sinh hết. Bởi vì khi mà cái mùa Giáng sinh mình đi đâu cũng vui vẻ, không khí thì nó mát mẻ hơn những cái mùa khác. Rồi nhạc Giáng sinh thì rất là im, nó làm cho mình phấn chấn lắm, mình vui vẻ lắm. Mình thấy mọi chuyện, cho dù mình có giận gì đi nữa, mình vẫn thấy mình vui, mình vẫn thấy mình có dễ tha thứ hơn. Nên thành ra cái mùa Giáng sinh là một cái mùa anh mong đợi nhất, mà anh thích nhất trong năm. Dạ. Và cái thời tiết như anh nói, cái thời tiết Giáng sinh là cái thời tiết mà mọi người ai cũng cảm thấy nó thích hơn. Nghĩa là nó lạnh lạnh để mình có thể mặc áo ấm hoặc mình trùm mền mình ngủ, mình cảm thấy nó vui hơn với anh. Mùa hè nhiều khi có nhiều người, thưa quý vị, không biết quý vị như thế nào, đi Đồng Phúc thì nhiều khi cái mùa hè mình thích mở máy lạnh thiệt lạnh, đắp mền mình ngủ mới sướng. Chứ còn nhiều khi có nhiều người thì nóng quá khó ngủ, nhưng mà lạnh á, muốn mùa nóng á, nhưng mà lại phải bật máy lạnh thiệt mát lên rồi để đắp mền mà ngủ. Thì cũng vậy, thì cái thời tiết này thì khỏi cần mà bật máy lạnh rồi. Và nói đến cái về cái thời tiết lạnh để mặc đồ ấm á, thì cái mùa Giáng sinh là cái mùa để có thể diện thời trang rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ, và cái đó là có là đủ loại để quý vị có thể khoác lên người. Tuy nhiên có một cái hình ảnh mà xảy ra cũng không xa lắm, nó cũng mang cái ảnh hưởng của Giáng sinh, đó là ugly Swiss weather, ugly Christmas weather. Yes. Thì là cái bộ áo mà nói là cái áo áo ấm đó, áo len. Dạ, áo len đó, áo len như anh đang mặc đó, nhưng mà nó có những cái hình ảnh hoa văn của cái mùa Giáng sinh, những cái hình ảnh vui mắt. Dạ đúng rồi, nó lạ mà nó rất là rực rỡ. Nó gồm cái ba cái màu chủ đạo chính của nó là màu trắng, màu xanh lá cây và màu đỏ, phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Thì anh có thể cho biết cái đầu tiên mà mình nói đề cập đến một cái tập tục hay là một cái nguồn gốc về một cái đồ áo len Giáng sinh mà nó gọi là ugly, tại sao nó gọi là ugly? Thật sự ra đó thì mùa đông thì ai cũng bắt buộc mình phải mặc áo lạnh. Thời trang áo lạnh thì rất là nhiều, nhưng mà vào những cái thập niên năm 1980 thì theo có một cái show của một người da màu tên là cái Cosby, yeah. Cosby's, yeah. Show. Anh nghĩ nếu mà nhớ, yeah, không lầm, cái người da đen đó, cái ông da đen đó, cái người da màu đó, thì là họ có một cái comedy show, có nghĩa là một cái chương trình hài của họ xoay về một cái gia đình của họ, là của ông đó có một người vợ là luật sư, rồi có những đứa con thế này thế kia. Thì trong cái năm đó thì họ phát lên một cái show là họ mặc những cái áo lạnh, những cái áo len đó, có những cái hình ảnh vui mắt, màu sắc. Nên khi mà theo cái trào lưu của Phúc thường thấy, ví dụ như những cái người mà nổi tiếng mà họ bận lên những cái gì mà lạ thì là người ta lại bắt chước theo. Thì cũng lấy cái cảm hứng của cái show đó, thì những cái người thiết kế thời trang đó, họ cho ra một cái loại áo len là có hình, thí dụ như hình ông già Noel, hình con tuần lộc,
hình con chó, hình con mèo, bất cứ hình gì mà có cái đội Christmas lên cái kia. Làm cái gì mà đội một cái nón hình Christmas hay là gì đó để có cái không khí của ngày Noel là được. Nhưng mà nó có lẽ là nó không giống ai hết nên thành ra nó mới được cái gọi là cái tên là ugly, quái dị, yeah. Xấu xí nhưng mà thật sự nó rất là dễ thương, vui. Yeah. Rồi xong những cái nhà thiết kế đó thì họ lập ra một cái ngày đặc biệt cho cái để mà ai cũng có thể mặc cái áo đó để cho nó không có bị bỏ quên, nên thành ra người ta sẽ có một cái ngày gọi là National Ugly Christmas Weather. Là ngày nào anh? Là một ngày thứ sáu trong tuần thứ ba của tháng 12. Như là sắp tới đây rồi đó. Như vậy là ngày hôm đó quý vị nào mà ra đường mặc đồ đó thì quý vị người ta sẽ biết là mình mặc đúng cái thị hiếu, cái thời trang đúng thời điểm đó. Vậy là giờ nếu mà chưa có thì phải đi mua. Là phải đi mua. Và thật sự là cái này Trần Phúc cũng có đi dự một số cái chương trình mà họ yêu cầu là phải mặc cái ugly Swiss Christmas sweater. Là thành ra là ngày hôm đó thì tất cả mọi người tới đều phải mặc cái bộ đồ đó giống như là một cái thời trang của cái yêu cầu đó. Nhưng mà bây giờ đó, nó lại thêm một cái biến tấu nữa là họ làm ra những cái bộ đồ suit bằng những cái giải của nghĩa là cái icon của mùa Giáng sinh. Nên thành ra mình cũng nên có một cái áo như vậy hoặc là một cái bộ đồ như vậy để mình mặc lên cho nó vui, tạo ấn tượng ha. Giống như mà năm ngoái thì anh mở một cái tiệc Christmas thì tất cả mọi người tới thì anh đều đưa những cái áo ugly Christmas là tặng cho mỗi quan khách đến dự đó, mà mặc rồi đội lên cái nón màu đỏ đó, Christmas hat. Và như vậy phải không, một cái phong tục chúng ta thấy rằng nó cũng vui, nó cũng góp cho cái cuộc sống nó thêm tình thương mến thương, thay vì hận thù ghen ghét thì những cái bộ đồ đó nó đem tới cái sự vui vẻ cho cái mùa Giáng sinh. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Giáng sinh là một cái trung tâm điểm mà nhiều người đều xoáy vào, và cái thời điểm mà gọi là bán hàng nhiều nhất trong năm. Và tại sao thì anh có thể cho biết lý do nào, hay là tại sao thì Giáng sinh lại là cái mùa lễ lớn nhất trong năm? Thực sự trong một năm thì nó có rất là nhiều cái lễ, thí dụ như New Year, Christmas, Thanksgiving, rồi Valentine, Mother's Day, Father's Day, rồi July 4, rất là nhiều. Nếu nếu mà nói về phía bên Mỹ, nước Mỹ, còn thí dụ như mình nói cho nó coi như là bao gồm nhiều nước đi, thí dụ như là có Day, được không? Thí dụ như ngày lễ phục sinh nè, rồi ngày quốc tế phụ nữ. Something vậy. Nhưng mà ok, tại sao cái mùa Giáng sinh lại là một cái mùa mà gọi như là ai cũng háo hức, mà là cái một cái mùa mà rất là đặc trưng cho trong năm? Thì Phúc cũng biết á, là đã nói là mừng Chúa Giáng sinh, có nghĩa là cái lễ đó là giống như là một cái sinh nhật của Chúa, là mừng ngày Chúa Giêsu ra đời. Thì Phúc cũng biết, mọi người cũng biết á, là cái nôi của cái đạo Thiên Chúa giáo á, là xuất phát từ ở Rome, là ở Ý, là có Vatican City ở đó, đúng không? Nên nó xuất phát, cái lễ Giáng sinh là nó xuất phát từ châu Âu, là họ ăn mừng Chúa Giáng sinh. Nhưng mà cái người Ý á, thì họ bắt đầu một cái mùa Giáng sinh của họ thì cũng giống như cái mùa Tết của người Việt của mình vậy đó, là họ bắt đầu vào ngày sau cái ngày lễ của Đức Mẹ, ngày lễ Đức Mẹ vào tháng 12 đó, là hình như là anh nhớ là ngày 3 hay ngày 5 gì đó là ngày lễ Đức Mẹ. Rồi sau đó là họ sẽ ăn cái Tết đó, có một cái kỳ nghỉ dài cho tới qua khỏi Tết Tây. Đó nên đó là cái lý do tại sao mà cái lễ Giáng sinh nó được mọi người trông chờ, tại vì đó là một cái kỳ nghỉ dài cho người Ý. Rồi khi mà cái kỳ nghỉ dài thì lại nhiều người nghỉ, thì lại họ có
những cái family ai cũng rảnh hết, nên thành ra để gặp nhau để chia sẻ buồn vui về trong năm, rồi gặp reunion này với nhau. Thì nên đó là vì sao mà cái lễ Noel, cái lễ Giáng sinh là cái mùa mà ai cũng mong muốn. Thì trước kia đó thì lễ Giáng sinh chỉ dành cho những người đạo Thiên Chúa giáo thôi, nhưng mà sau này á, vì nó phổ biến nhiều quá nên nó trở thành giống như là một cái ngày lễ của mọi người, mọi quốc gia, mọi gia đình, chứ không riêng về một ai hết. Cho nên mới có bài hát là lạy Chúa con là người không đạo nhưng con tin có Chúa ngự trên cao. Cho nên đó lý do thì hy vọng trong cái mùa Giáng sinh này thì mọi người đều tin có Chúa. Và như vậy thì anh có thể cho biết một cái câu chuyện trong Phúc nghĩ là cái nhiều người cũng muốn hỏi, riêng đồng Phúc cũng muốn hỏi để cho tất cả chúng ta cùng biết, là khi nói đến về cái mùa Giáng sinh thì có những cái bữa tiệc trong gia đình, và đặc biệt một cái bữa tiệc là Vivian, là cái bữa tiệc có nguồn gốc từ đâu? Khi đã nói tới bữa tiệc đó thì chúng ta thấy nhiều người thắc mắc cái về bữa tiệc, về cái tiệc mà được nghe gọi tên và cái tên cũng rất là pháp, không nghe cái tên rất là hay, Revion. Và thì anh có thể chia sẻ về cái nguồn gốc của bữa tiệc này. Thật sự đó, mà tại sao mà anh biết nhiều về những cái tiệc về Giáng sinh, về cái tiệc Revion, thì anh nói về cái gia đình anh chút xíu. Là trước kia là ông ngoại của anh á là làm việc cho Pháp, làm cái gì của ông cũng đi theo phong cách của người Pháp hết. Thì theo anh thấy, anh có nhìn thấy cái khai sinh của mẹ anh với người dì á, thì là có quốc tịch Pháp. Thì là nhà anh á thì cũng làm, nếu mà khi mà bước qua bên tới Thủ Thiêm á, thì mà nếu mà hỏi thì ai cũng biết gia đình anh hết, là gia đình anh là có anh Liêm người Pháp hả? Không, bà Tư Ánh là cái người cô của mẹ anh, là cái người sáng lập ra cái ngôi nhà đó. Thì cũng xây theo kiểu Pháp. Tất cả cái những cái đô tích, những cái cấu trúc đó nó đều là của Pháp hết. Rồi trên cái nhà đó là nó có một cái tên là Yến Nguyệt, là giống như là biệt thự Yến Nguyệt vậy đó. Là tên của mẹ anh với người dì đó. Thì gia đình anh đó là đi theo cái phong tục của Pháp. Nên anh thì anh không có gặp mặt ông ngoại, thì ông ngoại chết khi mà chưa có anh, thành ra anh không có gặp. Nhưng mà anh nghe những cái người lớn tuổi, những người hàng xóm họ kể lại là những cái trong những cái năm 60 mấy á, mà ông ngoại anh á là đã dăng đèn, nhà anh là 500 mét vuông. Rất là rộng. Có trồng rất là nhiều cây. Thì ông ngoại anh dăng đèn đầy hết trong cái vườn. Rồi ông ngoại thì thích, rất là tài tử, rất là thích hát. Ông ngoại tập trung lại một số người làm đàn ca sướng hát. Đàn ca tài tử đó. Đó, thì là ông ngoại anh. Nên đó là lý do tại sao mà anh biết nhiều về những cái gì mà nó liên quan tới Pháp. Thì cái gọi là cái tiệc Revion á, thì nó là một cái từ tiếng Pháp, là có nói chỉ Revion là chỉ về một cái buổi tiệc nửa đêm của người Pháp mà trong cái Noel, trong cái buổi tiệc Noel. Thì đó là tại sao mà phải là nó có cái chữ Revion là cái buổi tiệc nửa đêm. Nhưng mà như vậy tại sao mà lại làm tiệc nửa đêm? Bởi vì cái thường chúng ta biết là ăn chiều hay ăn tối gì đó, trễ lắm là 8 giờ là ăn rồi. Rồi mời khách tới mà tới 8 giờ mà không cho ăn là đói bụng, là rên la đó. Nhưng tại sao lại cứ bữa tiệc thì lại mời khách cứa, hay là chủ ý mình gia đình của mình thì lại ăn tiệc vào nửa đêm? Bởi vì chúng ta biết là cái bữa tiệc Revion đó là tổ chức vào nửa đêm, cả đúng nửa đêm mới vào đó, mới là đúng cái tiệc của nó. Nó cũng giống như giao thừa Việt Nam á. Nhưng mà giao thừa thì không có ăn nha quý vị, ra đó để mà ngắm hít bụi hít khói thôi. Tại sao á cái tiệc Revion nó lại tổ chức vào nửa đêm? Theo anh biết á, là cũng giống như hồi nãy anh nói, là người lễ Giáng sinh là người có đạo là họ phải đi tới, họ đi lễ vào ban đêm, là lúc mà Chúa sanh ra. Thì là
lúc nửa đêm theo truyền theo truyền thuyết theo thánh kinh á, nói á là Chúa sinh ra vào nửa đêm, nên thành ra mình cái lễ đó thì thường nó sẽ diễn ra vào lúc nửa đêm. Thì ở Ý cũng vậy, mọi người làm gì làm thì tới lúc thánh lễ sẽ có thánh lễ nửa đêm của Đức Giáo Hoàng, làm một cái lễ tại ngay chỗ Tòa Thánh Vatican, thì mọi người đều phải tới đó để dự lễ đó. Thì sau khi dự lễ thì là đã có nguyên gia đình đi tới, họ gặp nhau trong mọi người trong gia đình tụ tập tới, rồi đi nhà thờ chung, rồi sau khi mà đi nhà thờ về thì rồi ăn tiệc. Ăn tiệc. Đó là lý do tại sao mà cái buổi tiệc rượu dòng nó xảy ra vào lúc nửa đêm, là bởi vì nó phải diễn ra sau khi cái thánh lễ kết thúc. Yeah. Là mọi sau người quay trở về nhà đói bụng rồi mà không có nhà hàng nào mở nửa giờ đó nữa. Cho nên phải là đãi tiệc để gia đình quay quần với nhau trước khi mà về nhà hay là chia tay nhau. Cái đó cũng hay, bởi vì thật sự là có một cái bữa tiệc chung với nhau, giống như thật sự Tết của mình á, thì mình đón giao thừa, nhưng thật sự thì không có cái phong tục giống như ngồi ăn với nhau trong 3 ngày Tết ha. Không có một cái, nếu mà trong những cái số tới đó có thể mình sẽ làm một chương trình cũng giống như thế này, mà hôm nay thì mình nói về Giáng sinh, nhưng mà ngày hôm đó mình sẽ nói về Tết. Thì nói hơi lạc đề chút xíu là mình vẫn có một cái bữa cơm đoàn viên vào ngày 30 Tết. Cái là trước Tết đó ha. Cho em nghĩ đó, 3 ngày Tết là không có ăn chung gia đình. Cái lý do sao? Bởi vì đồ ăn đi, ai đi chơi, mình ai đi chơi rồi sau đó về đói bụng cái là lấy bánh tét ra. Bây giờ là phải nói tới chuyện Noel, còn để dành cái chuyện bánh tét đến sau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến về một cái nhân vật mà được thấy nhiều trong Giáng sinh. Ngoài ra ví dụ Chúa Hài Đồng, Marie, Joseph, các cả trang chiên là về những câu chuyện về trong Thánh Kinh, thì chúng ta thấy có một nhân vật đó là ông già Noel. Và thưa anh, thì nói đến về cái Giáng sinh thì chúng ta có nhiều nhân vật trong Giáng sinh, như là Chúa Hài Đồng, Marie, Joseph, các gã chàng chiên, các nhà thông thái là ba vua. Tuy nhiên có một nhân vật nó không liên quan trong Kinh Thánh, nhưng mà nó lại được trỗi bật rất là nhiều, đó là ông già Noel. Quý vị thấy ông già Noel này gọi là Santa Claus á. Và ngoài ra thì còn bây giờ càng về sau mình lại thấy thêm nảy sinh ra cái bà già Noel nữa. Rồi bắn thời gian thì chúng ta cũng thấy có một trường hợp nữa là baby ông già Noel, baby Santa Claus không? Dạ, thì em thấy là nó nảy ra giống như là cả gia đình luôn rồi. Mình chưa thấy những người gọi là Santa Claus mà còn là trẻ hơn, nhưng mà có baby. Thì chúng ta thấy rằng những cái câu chuyện này nó khởi xướng từ đâu và ông già Noel như thế nào? Khi mà chuẩn bị về một cái chương trình như thế này á, thì anh cũng có nên tham khảo rất là nhiều cái tài liệu. Nhưng để mà nói á, nếu mà nói về cái truyền thuyết thì nó không có thật sự là chính xác. Mỗi người sẽ kể theo một cái kiểu khác nhau. Nhưng mà anh thu thập lại rất là nhiều cái nguồn thông tin đó. Thì ông già Noel mà ở bên Mỹ này gọi là Santa Claus. Thì là xuất phát là từ một cái ông đó, là ông tên là Nikola, mà có những cái cuốn sách khác thì nó nói là Thánh Nikola. Thánh Nikola, em nghĩ Thánh Nikola là nghĩa là họ sau khi ông này được vinh danh, gọi là tuyên dương đó, đúng thì lúc bây giờ đã nên thành thánh. Bởi vì có một cái tài liệu nói ổng là tổng giám mục gì nữa, đúng không? Nên nhưng mà thôi bây giờ mình nói ở đây thì mình nói là chung hết là cái ông Nikola, một người tên là Nikola, là ổng ở Bắc Cực, ổng một người rất là giàu, mà ổng rất là nhân ái, ổng rất là thích chia sẻ những cái gì ổng có cho những người xung quanh. Ổng hay cho quà, phát quà cho những người xung quanh. Đó là cái niềm vui của ổng. Thì ổng có một cái rất là hay nữa là ổng biết cách làm ra những cái món đồ chơi cho những đứa trẻ.
Thì một cái mùa Noel đó, ổng ngồi ổng suy nghĩ, ổng muốn làm một cái gì bất ngờ cho những đứa trẻ. Thì ổng làm ra rất là nhiều đồ chơi. Ổng làm rất là nhiều đồ chơi thì ổng gói lại cho thật là đẹp, rồi ổng bỏ vào một cái bao. Rồi ổng mới đi gõ cửa từng nhà. Ổng leo lên trên cái ống khói, ổng leo lên cái mái nhà, ổng leo lên cái ống khói rồi ổng thả cái món quà đó xuống. Rồi ngày hôm sau những đứa trẻ nó thức dậy thì nó thấy những cái món quà đó ở trong cái lò sưởi, cũng mấy cái lò đó không có đốt lửa, cho đốt lửa nó tiêu hết món quà. Thì đó là ổng làm như vậy, nhưng mà ổng làm được chỉ vài cái nhà thôi. Vài cái nhà là ổng đã bắt đầu thấm mệt rồi, trời lạnh rồi. Ổng phải leo lên nóc nhà nữa. Thì ổng muốn surprise cũng khó khăn. Ổng thấy ổng mệt rồi, ổng không làm được, thì ổng mới về, ổng mới lấy cái xe mà cởi tuyết á. Rồi ổng lấy những cái con tuần lộc đó ra, của ổng đã có sẵn rồi. Ổng mới kêu con những cái con tuần lộc đó, ổng mới gắn những cái con tuần lộc đó vô chiếc xe, rồi ổng bỏ cái bao quà ở ngoài sau. Ngoài sau chiếc xe đó, rồi ổng chạy tới từng nhà đàn ông, ổng cho. Nhưng mà trời lạnh mà con tuần lộc nó cũng mệt, nên thành ra nó cũng không đi nổi nữa. Thì ổng rất là buồn, ổng ngồi ổng buồn. Bây giờ ổng không biết bằng cách nào để ổng đi phát quà hết trong cho hết cái thầu đó, cho hết cái thành phố đó. Thì thiên thần mới thấy như vậy, thiên thần mới hiện lên nói là sẽ giúp cho ổng, là cho những cái con tuần lộc của ổng nó biết bay luôn. Đúng không? Nên thành ra ngoài ra còn cho ra những cái thiên thần cho thêm phụ giúp cho ổng là có những cái người mà có cái lỗ tai nhỏ lên đó, kêu là eo, là giúp ổng để đi phát quà. Đó là lý do tại sao mà có cái tập tục ông già Noel đi phát quà, là tự bắt đầu từ ông Nicola. Ổng đi phát quà, ổng muốn giúp, ổng muốn làm cho những đứa trẻ nó có cái niềm vui, nên từ đó ổng làm ra vậy, là những đứa trẻ nó rất thích thú, nên mình có ra cái tập tục là ông già Noel phát quà, và những cái món quà nó xuất hiện nhiều trong cái mùa Noel. Hai anh em chúng tôi đang kể câu chuyện gọi là truyền thuyết, nhưng mà nó pha lẫn một tí là thần thoại, gọi là cổ tích, phải không? Có thiên thần rồi, giống như là ông Bụt hiện ra rồi giúp đỡ cho những người nghèo khó. Và mặc dù vậy, những cái câu chuyện như vậy thì nó làm cái niềm vui cho tất cả mọi người, và đặc biệt là các em khi mà rất chờ đợi cái quà vào cái Giáng sinh. Như vậy tuy nhiên thì nó có cái câu hỏi là anh nghiên cứu tìm hiểu, thì anh có biết tại sao trên cái lò sưởi mà có những cái vớ đó, cái vớ rồi thường thường quà là bỏ trong đó, em thấy là nó treo rất là nhiều, bởi vì thật sự là ở Việt Nam mình những cái tập tục này không thấy. Nhưng mà ở bên này thì mình thấy có những cái vớ để treo trên cái lò trước cái lò sưởi đó. Và cái điểm thứ hai nữa là những cái món quà được để dưới cây gốc cây thông Noel, thì anh có thể chia sẻ sơ sơ về cái vấn đề này. Cái ở Việt Nam thì mình không bao giờ mình thấy có những cái chiếc vớ treo lên trang trí, còn ở phương Tây phương nói chung, nói chung thì mình thấy có những cái chiếc vớ được trang trí trong ngày Noel. Thì cái vớ đỏ đó quý vị, vớ nói chung là tự nhiên mùa Noel nên người ta làm vớ đỏ, chứ thật sự ra đó nó có một cái truyền thuyết về về cái vớ, là lúc đó là vớ đen hay không. Có một cái ông đó là ông có mấy cô con gái mà ông nghèo quá đi, nên thành ra hai đêm ông không đã... không có tiền để ông cho con ông làm của hồi môn đến khi lấy chồng, nên thành ra mấy cái cô đó không lấy chồng được. Thì ông Nicola là ông già Noel đó, ông lại hiện ra một lần nữa, ông biết được cái câu chuyện đó không, cái này là thật, là thật chứ không phải là thần tiên giống như là thiên thần ha. Là ông biết được ông này có ba người, có mấy người con gái mà không có tiền để làm của hồi môn để cho những người con gái được đi lấy chồng, thì ông mới leo lên cái lò sưởi. Trước khi mà anh nói leo lên cái lò sưởi thì anh nói về cái vớ. Hồi đó những nhà ai mùa lạnh thì cũng phải có lò sưởi hết. Nhưng mà có những cái người nghèo thì họ không có đủ vớ.
Nên thành ra sau khi họ mang sau họ giặt thì họ muốn cho nó mau khô, họ phải treo lên cái lò sưởi đặng hong cho nó khô. Nên đó là cái lý do tại sao mà cái chiếc vớ nó nằm ở ngay cái lò, nó hay được trang trí ngay cái lò sưởi. Thì sau khi mà ông Nicola ông biết được là ông này không có tiền thì ông mới leo lên cái nóc lò sưởi. Ông ngay cái ống khói đó ông mới bỏ vào một một nói chung là một đống vàng đi nha. Là vàng bỏ từ trên ống khói bỏ xuống vàng, thì cái khi mà ông thả xuống thì cái vàng đó nó lại lọt vô cái chiếc vớ đang treo để hong khô đó. Nên thành ra ngày hôm sau khi mà ông người nghèo này đó, ông lấy vớ mặt đó, ông dậy đó thì ông lấy vớ thì ông lại thấy có cái cục vàng trong đó. Thì sau này đó ổng mới tìm hiểu ra thì ổng mới biết đó là ông Nicola đã giúp cho ổng như vậy. Nên từ đó mới có cái tập tục đó là khi mà những cái món quà được bỏ trong những cái chiếc vớ. Chiếc vớ đó, hồi đó thì cục vàng thì chắc anh nghĩ cũng nhỏ, nó thành ra nó mới rớt cho cái vớ của người thương mình được. Còn bây giờ những cái món quà thì nó to, nên thành ra người ta theo cái truyền thuyết đó mà người ta làm ra những cái chiếc vớ to lên, là thiêu những cái tên ở trên đó cho từng người để mình bỏ một món quà vào đó. Và cái đó thì không biết nó xảy ra như thế nào, nhưng mà đã gọi là cái lò sưởi rồi đó, để cho nó hong cái vớ rồi đó, thì chắc nó có lửa mà không biết ổng chui ra chui vô chưa. Không, ổng leo lên đó mà cái đó là cái bằng vàng. Thí dụ như bây giờ cho dù cái nó có nóng đi nữa thì vàng cũng đâu có bị chảy. Nên không, nhưng ông cái trường hợp em nói là cái trường hợp ổng chui vô lò sưởi để ổng không ổng leo lên trên cái nóc nhà, ổng bỏ cái vào cái ống khói của lò sưởi. Không, nhưng mà nó cái câu chuyện trước đó là ổng mấy cái gói quà đó, cái đồ chơi đó. Thật sự ra thì thí dụ như đã nói là mùa lạnh là phải đốt thì lúc nào cũng đốt, thì tại sao không bỏ vào được, thì đó cũng là một cái truyền thuyết. Là cái truyền thuyết thì mình cũng không nên phải tìm hiểu là nó có hợp lý hay không hợp lý. Mình thấy là nó thần thoại, nó vui là ok đó. Nó vui, nó ra một cái câu chuyện để cho mà mình giống như câu chuyện là tấm cám rồi chiếc giày rồi này kia đó. Có những cái là đã gọi là truyền thuyết thì nó không có thực tế, nhưng mà mình nghe mình vẫn thích. Và mình quay qua cái món quà, thì bây giờ là cái món quà được bỏ vào những cái túi có tên của từng người trong đó, hoặc là cái túi được treo lên cái lò sưởi đó. Nhưng mà sau này thì mình thấy những cái cây, những cái món quà được để dưới cái gốc cây thông Noel, thì cái đó như thế nào, cái tập tục nó có hay không? Rồi không những vậy thì tại sao lại cái món quà lại gỡ vào được khui ra hình như là sáng ngày Noel, là ngày 25 đó, làm khi mọi người thức dậy bắt đầu mới khui quà. Thì cái để đầu tiên thì anh nói về cái chuyện tại sao mà mở ngày 25 là tại vì cái ngày 24 là ông Santa Claus ông mới đi phát quà. Thì sáng ngày hôm sau các em nhỏ mới thức dậy mới thấy được cái đó, nên thành ra cái tập tục là mở quà vào buổi sáng nó là như vậy. Lúc đó ngày nào đa phần mọi người cũng nghỉ lễ rồi. Còn anh nghĩ là cái cây thông là trước kia đó thì người ta hay thường chặt những cái thông tươi, những cái thông thật để người ta trưng ở trong nhà, người ta để đèn lên để cho nó vui mắt, nó có cái sự trang trí trong nhà của mình. Thì sau này càng lúc nó để cho giản tiện hơn, nếu mà mình cứ theo mà khoa học đi, mình cứ chặt cây thông riết rồi ha, còn cái thông nào nữa để mà ai cũng vô rừng chặt thông hết thì là sẽ ảnh hưởng tới môi trường. Nên thành ra đó là có những cái công ty người ta làm ra những cái thông giả, rồi mình có thể mình mua về mình xài, rồi mình cất lại năm sau mình lại xài tiếp, nó rất là đơn giản. Nên thành ra sau này á, cái phong tục mà để cái khi mà mùa Noel là dường như nhà nào cũng, hoặc là những cái địa điểm, những cái mall, những cái gì cũng chỗ là tập trung người, nhiều mà người là cái truyền thống đó, như Phúc thấy không, trên Nhà Trắng á, là ngay cái gần tới lễ Noel là phải có một cái ngày đó, mở đèn cho cây thông. Sáng đèn nó cũng rất là quan trọng, giống như là một cái buổi lễ quan trọng vậy đó, là mọi tổng thống rồi đi ra rồi cũng mở đèn lên cho sáng. Nên thành ra anh nghĩ là cái cây thông chỉ là một cái vật trang trí thôi, còn quà mà mình để ở đó thì
Dĩ nhiên không lẽ bây giờ đó, mọi người khi mà gặp nhau mới bưng đồ gặp ra nhau đó, mà bưng đồ ra thì nó kỳ quá. Thì bây giờ mà tất cả ở bên đây thêm có một cái vậy nữa, người ta gọi là secret Santa, là phúc là... phúc biết đó, là cái đó là có những cái món quà mà không biết, món quà mà bất ngờ đó. Mình không biết là ai tặng cho mình. Cũng như trong một nhóm bạn mình bóc thăm tên nhau rồi mình giả sử như anh bóc được cái tên của Phúc thì anh biết Phúc là size nào, là thích cái gì, cái gì, là anh sẽ mua những cái món quà giống như vậy. Thì anh lại để vô cái thùng đó, là cái chỗ tập trung mọi người sẽ gặp nhau cho một cái reunion đó, rồi mình mở quà luôn. Nên thành ra đó là tại sao những cái món quà để ở dưới cái thùng. Và ngoài ra thì những món quà, ví dụ chúng ta thấy cái secret Santa hoặc là White Elephant, đó là cái món quà mà mọi người ví dụ họp sẽ bốc thăm trước, và bốc thăm trúng cái người nào thì cái người mà được bốc thăm á thì sẽ mua cái món quà cho cái người đó, và người đó không biết ai là người mua món quà cho mình, thành ra mình làm những cái gì bất ngờ. Hoặc là có những trò chơi trao đổi quà, tức là mỗi người đem một món quà tới rồi lấy bóc con số rồi để món quà vô, thì cái người nào bóc trúng rồi sau đó là những cái món quà sẽ được ghi chữ con số, một con số nào đó, rồi sau đó là mọi người mới tới theo cái thứ tự đó, nó bắt đầu mới khui ra thì mình biết là cái món quà của mình bóc trúng cái số nào. Thì ngồi chung đó, như vậy là mở quà ra thì rất là vui, hồi hộp, làm cho những cái ngày lễ nó thêm sinh động, nó vui thêm. Và trong những món quà thì không phải những, có những món quà rất là thiết thực, có những món quà mang tính cách là chỉ là chốt kiên thôi, là vui thôi. Và dĩ nhiên thì sẽ có một cái giá trị của một món quà, nó yêu cầu nó khoảng trong hình như đó để mọi người ai nấy cũng đều vui. Bởi vì nó không phải là bỏ ra một số tiền quá lớn, nhưng mà khi mình nhận lại một cái món quà quá nhỏ thì nó không mất vui. Mất vui. Dạ, thành ra mình có một cái số lượng tiền đừng có quá lớn mà cũng đừng có quá nhỏ mà để cho nó vui là đủ. Dạ. Theo cái 20 năm anh sống ở đây thì anh biết là trong ngay trong mấy cái công ty mình làm chung nhau cũng hay có những cái buổi tiệc như vậy đó. Thì người ta cho mình biết là món quà giá trị từ bao nhiêu, và đó thì giá sử như từ 10 đồng tới 20 đồng và từ 20 đồng tới 50 đồng thì là món quà nó không được dưới cái giá đó, mà cũng không được lên, đừng nên lên quá. Thế thì như mình hào phóng thì mình cứ gì mình cũng mình ok không sao. Nhưng mà anh nó chỉ sợ là giống như là cái người mình mà bỏ ra tiền quá. Bỏ qua quá nhiều rồi cuối cùng nhận lại quá ít thì nó họ cảm thấy nó hụt hẫng. Thành ra đó lý do họ có cái đó để cho cái niềm vui, nó đã vui rồi thì muốn vui trọn vẹn. Thì quý vị thấy đó là những cái trò chơi, những cái game mà hay là những cái gì đó mang tính cách trong cái xung quanh với cái chương trình Giáng sinh. Và thưa quý vị, một cái câu hỏi mà chúng ta cũng thường hỏi khi chúng ta đến vào những cái bữa tiệc mà ăn mừng Giáng sinh đó, thì dĩ nhiên thì chúng ta thường thấy được khi mà nói đến tiệc ăn lễ Thanksgiving thì chúng ta có cà tây phải không, có bí đỏ, có khoai lang, rồi mashed potato, những cái món ăn mà để mang tính cách của cái Bắc nữa, đó là của cái Thanksgiving. Vậy thì với cái buổi tiệc gọi là Giáng sinh đó, hay là Reveillon đó, thì anh có thể cho biết, dĩ nhiên là anh đã có tìm hiểu về cái buổi tiệc này rồi, thì trong những cái buổi tiệc ăn chung trong cái mùa lễ Giáng sinh thì có những cái món ăn nào nó gọi là đặc trưng? Nói về Reveillon á thì là phải nói mà xuất phát từ Pháp. Thì bây giờ đầu tiên hết á thì anh nói những cái món ăn mà có thể có được ở trong cái buổi tiệc Reveillon. Thì người Pháp á, người ta hay thường ăn ngỗng quay. Hay là gà quay, gan ngỗng. Em biết là có gan ngỗng, nhưng mà có biết cái món pate gan ngỗng đó. Pate gan ngỗng. Nhưng mà con, như quý vị biết con ngỗng á, thì nó cũng bự hơn con vịt thiệt, nhưng mà cái gan của nó đâu có bự lắm đâu. Bởi vì nó mới mắc. Bởi vì nó mới là mắc. Nhưng mà đó là những cái món mà sang người ta ăn chỉ để dành cho cái lễ đó thôi. Mùa lễ đó thôi. Tức là làm biết bao nhiêu ngỗng nguyên năm để dành cho cái mùa lễ đó thôi. Rồi ngoài ra người Pháp á, người ta cũng rất là thích seafood. Thì người ta cũng có thể bỏ người ta cũng có thể làm thêm seafood. Nhưng mà một cái mà không thể thiếu được ở trong cái buổi tiệc Reveillon đó là cái bánh bích Noel. Nghĩa là ở bên đây cũng thì mình, nếu mà mình nói, nếu mà ở Việt Nam mà có những cái
cái người theo Pháp á, thì dường như là anh thấy việc mùa Giáng sinh á, Việt Nam là ai cũng có cửa hàng bán bánh nào nó cũng có cái bánh cây hết. Thì là làm giống như là cái bánh nhưng mà làm ra cái dạng giống như là cái khúc cây, cái khúc gỗ mục, rồi trên đó đó là sẽ trang trí những cây nấm, những cái cây thông, rồi những cái loại hoa dại nó leo trên cái khúc cây đó, cục gỗ đó. Nhưng mà từ lúc anh đi qua tới bên đây rồi thì anh không thấy cái bánh Bushnell có nhiều ở bên nước Mỹ này. Đó là cái của người Pháp. Còn nếu mà nói qua tới người Ý á, thì trong cái ngày Noel á, họ sẽ làm một cái bữa tiệc mà có tất cả là hình như là 7 loại cá. Bảy loại cá, bảy loại seafood á. Dạ, bảy loại seafood chứ. Anh nghĩ là bảy loại seafood chứ còn nếu mà bảy, nhưng mà khi mà mình biết á là nó nói là seven fish. Không? Nhưng mà đó là cái câu nói cái câu nói thôi, chứ mà anh nghĩ á là phải là seafood chứ không phải là nghĩa là có lobster rồi có maybe đó. Rồi còn thí dụ như qua Mỹ này á thì thật sự là cái món gà Tây á mà ăn trong cái ngày Noel á là nó xuất phát từ Mexico. Yeah. Đó chứ còn không phải là của Mỹ này. Nên anh thấy những cái bữa tiệc của, hoặc là em thấy có những cái quảng cáo mà người ta nói người ta đã làm sẵn hết những cái món đồ ăn cho ngày Noel đó thì vẫn có gà Tây. Rồi cái món ăn nó cũng gần giống như là cái ngày Thanksgiving. Nó có cái marshmallow mà nó làm với bạc hà. Rồi nhúng cái chocolate của mình. Không marshmallow rồi cái xong họ nấu chảy ra. Rồi họ bỏ cái tinh dầu bạc hà vô. Cái mình đó thì anh có đi dự một cái bữa tiệc của người Mỹ ngày Noel thì thấy họ có những cái món đó, rồi có thịt bò đúc lò thì họ làm rất là hay, họ làm trong một cái thịt bò họ nướng lên là đúc lò có khoai tây đồ này kia, thì họ cứ đưa ra một cái dĩa họ cắt từng lát ra, thì từ cái đầu này họ chiền mỗi người gấp một lát vậy đó, nó cũng rất là hay, rất là vui. Mà bây giờ mình quay về cái Việt Nam á thì anh thấy á ngày Noel á là thường có những cái món gì ngon nhất á là mình để dành cho ngày Noel với Tết, phải không? Thì ngày Noel thì họ nấu hơi tây chút xíu, ví dụ như nhà cà ri gà, lẩu dê, không có lẩu dê. Anh thấy thường á là cà ri gà, hoặc là hồi đó anh khi mình còn ở Việt Nam á thì anh hay làm gà rút xương. Mình mua con gà về thì anh có nhờ một cái bà hàng xóm mà rút xương hết, thì bắt đầu mình dồn giò sống với lại chả cá vô trong cái bụng con gà, rồi trong đó có cà rốt với đậu vegetable đó. Rồi xong bắt đầu cái mình hấp lên thì cắt ra từng lát ăn cũng rất là ngon. Đó là đại khái là về những cái buổi tiệc, những cái món ăn trong cái buổi tiệc reunion. Quý vị thấy là chưa gì hết, nghe nói cái những món ăn thấy là đã thèm rồi. Nhưng mà khoan, còn quên một cái này nữa. Thì phải, ngoài ra thì phải còn thêm một chai rượu rượu vang. Rượu vang thì nó phù hợp với cái ngày lễ Giáng sinh hơn là rượu champagne. Champagne là cho New Year, để khi mà mình pop nó lên, nó bật lên thì nó ra cái ngày New Year hơn. Rượu vang đỏ phải không anh? Rượu vang đỏ hoặc là rượu vang trắng, tùy theo cái món ăn. Tùy theo cái món ăn mình nấu, có những cái món mình phải nó phù hợp với cái rượu vang đỏ, có những cái món ăn nó phù hợp với rose, có những món ăn nó phù hợp với cái rượu vang trắng. Thì sẽ có một chương trình đó, anh nghĩ là mình sẽ làm một cái chương trình mà mình dường như là anh thấy người Việt mình không có thịnh hành cái đó, là cái món trứng cá caviar. Thì anh nghĩ là mình nên có chia một cái chương trình đó để mình chia sẻ cái cách ăn sao cho nó vui chút xíu. Đôi khi mình qua đây mà quý vị mình qua Mỹ này thì
mà hay nói cái câu đó, tuổi con gì cũng trở thành tuổi con trâu hết. Mình làm rất là cực, thì khi mà mình cực thì phải có những cái món ăn món ngon vật lạ vậy trên cái thế giới đó, là mình phải thử để mình biết mình làm cực để gì, để mình hưởng thụ. Nên thành ra nếu mà có được những cái kinh nghiệm gì mà mình biết thì mình sẽ chia sẻ. Dạ, và thưa quý vị, đó là cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay về những cái tập tục, những nguồn gốc mà chúng ta được thấy xung quanh cái mùa lễ Giáng sinh. Hy vọng rằng cái chương trình này giúp cho chúng ta biết thêm nhiều về cái ngày lễ Giáng sinh và cái ngày lễ mà chúng ta đang chờ đợi, mong chờ về những cái món quà được người này người kia gửi chúng ta gửi đi đến những người thân thương của mình, và một ngày lễ tràn đầy tình yêu, tràn đầy cái tình thương mến thương từ trong gia đình cũng như bạn bè. Một ngày lễ mà đâu đó những tiếng hát, gọi là cái âm nhạc lúc nào cũng vang lên. Chúng ta thấy cái đài 99.9 á, là 24/24 nhạc Giáng sinh mở liên tục, thì chúng ta thấy rằng một cái mùa lễ mà âm nhạc mọi người vui vẻ với nhau và mua sắm rất là thịnh hành, đó là thời điểm mà chúng ta cùng quay quần với nhau trong gia đình. Và cũng nhân cơ hội này, cảm ơn anh Liêm đã chia sẻ những cái kiến thức của mình giúp cho chúng ta biết thêm về mùa lễ Giáng sinh, và cũng như chúc tất cả quý vị một mùa lễ Giáng sinh thật là đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp tới. Obamacare Marketplace Health Insurance 2023. Quý vị nào đang có công ty Bright Health năm 2022, bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bright Health sẽ không tiếp tục hợp đồng nữa. Hãy gọi cho E-Tech và Insurance 602-540-0074 để được giúp tìm gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình. Chúng tôi đại diện các công ty bảo hiểm uy tín như Embedder, Aetna, Banner, Blue Cross Blue Shield, Cigna và United Healthcare. Hầu hết các bảo hiểm y tế 2023 của chúng tôi bao gồm Zero Copay cho bác sĩ gia đình, Zero Copay cho thuốc generic, Deductible thấp và Co-Insurance thấp. Hãy gọi hay text 602-540-0074, 602-540-0074 trước ngày 15 tháng 12 để có bảo hiểm y tế cho năm 2023. Tham khảo và định giá hoàn toàn miễn phí. Khi text và Insurance tọa lạc tại 2055 North Dobson Road, phòng số 3, Chandler, Arizona 85224, trong khu chợ Lily Chandler. Văn phòng mở cửa từ thứ Hai tới thứ Sáu từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, thứ Bảy từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, Chủ nhật theo hẹn. E-Tech và Insurance hân hạnh đón tiếp.